Kính thưa quý vị, quân đội Iraq cứu được những gia đình bị ISIS dùng làm lá chắn sống, tin từ Ramadi, Iraq. Trên 50 gia đình bị ISIS dùng làm lá chắn sống đã được quân đội Iraq giải cứu trong ngày thứ ba. Hiện đang còn khoảng 700 phiến quân ISIS ẩn trốn tại trung tâm thành phố Ramadi và các vùng ngoại ô sau khi quân đội Iraq tuyên bố chiến thắng, giải phóng thành phố. Theo các viên chức của đơn vị chống chủ nghĩa khủng bố, những gia đình được giải cứu sẽ được đưa đến một vị trí an toàn. Thiếu tá Salam Hossein nói rằng, lực lượng của đơn vị chống khủng bố đang ở trung tâm thành phố Ramadi đã giải thoát được 52 gia đình bị ISIS dùng làm lá chắn sống. Quân đội đang cung cấp thực phẩm và cứu giúp cho họ. Quân nhân đã đưa các nhóm người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, trong đó có những người già yếu và tàn phế lên xe. Một người được di tản nói rằng, khi lực lượng an ninh rời bỏ tỉnh Anbar, cuộc sống coi như đã chết. Chiếm lại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, nằm trên bờ sông Euphrates, chỉ cách thủ đô Baghdad chỉ 2 giờ lái xe, là chiến thắng lớn nhất của quân đội Iraq kể từ ngày ISIS chiếm 1/3 lãnh thổ trong năm 2014. Phiến quân ISIS đã kiểm soát thành phố Ramadi trong thời gian 18 tháng. Đây là thành phố thứ nhì được tái chiếm sau khi tái chiếm thành phố Tikrit trong tháng 4. Thành phố lớn nhất quân đội Iraq phải tái chiếm là thành phố Mosul, lớn hàng thứ nhì trong nước.